Xin kính chào quý vị, chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần điểm những thông tin chính có trong chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay trên khu vực Vịnh Bắc Bộ đang là sự hoạt động của một vùng áp thấp gây ra mưa rào và dông. Dự báo trong ngày và đêm nay ở khu vực với Bắc Bộ và khu vực vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 km trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trong 24 giờ. Ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên và Tây Nguyên sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm trong 24 giờ. Và mưa dông sẽ tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to đến rất to, cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai, gió lốc, sét, mưa đá cấp 1. Kính thưa quý vị thân mến, trong các bản tin trước, chúng tôi đã truyền tải đến quý vị và các bạn những dữ liệu phân tích và một số thông tin về quá trình hình thành và phát triển mạnh lên thành bão của một vùng thấp trên khu vực Thái Bình Dương, dựa trên một số mô hình dự báo thời tiết quốc tế. Và trong những giờ vừa qua, thì chúng tôi tiếp tục cập nhật và thu thập được một số dữ liệu phân tích mới nhất từ một số cơ quan khí tượng thế giới về diễn biến hoạt động rất mạnh của cơn bão trên khu vực Thái Bình Dương có hướng di chuyển vào biển đông của nước ta. Theo dự báo, thì trong khoảng ngày thứ 6 tới, vùng thấp này sẽ chính thức được hình thành trên khu vực Nam Thái Bình Dương, với vị trí đo được ở 7,24 độ vĩ Bắc, 146,26 độ kinh Đông, với sức gió được tính từ tâm vùng áp thấp mạnh cấp 5, cấp 6, khoảng 40-50 km một giờ, di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và đang có dấu hiệu hoạt động mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,35 độ vĩ Bắc, 144,48 độ kinh Đông, với sức gió mạnh nhất tính từ tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, khoảng 50 đến 62 km trên giờ, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây và Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 đến 10 km và tiếp tục hoạt động mạnh lên thành bão. Dự báo trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,0 độ vĩ Bắc, 137,01 độ kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, khoảng 80 đến 100 km/h, giật cấp 11, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 160 km tính từ tâm bão, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng về khu vực biển Đông của nước ta, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và tiếp tục hoạt động mạnh lên, cũng như gia tăng về cường độ hoạt động. Dự báo trong khoảng 72 đến 96 giờ tiếp theo, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,40 độ vĩ Bắc, 130,42 độ kinh Đông, với sức gió đo được tính từ tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, khoảng 130 đến 150 km/h, giật cấp 15, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên, khoảng 230 km tính từ tâm bão, hoạt động ngay trên khu vực phía đông đảo Luzon của Philippines với cường độ hoạt động rất mạnh. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hiện nay chúng tôi tiếp tục nhận được những tín hiệu cảnh báo nguy hiểm từ một số cơ quan khí tượng thế giới về diễn biến cực kỳ nguy hiểm liên tiếp từ 2 đến 3 cơn bão nhiệt đới được hình thành và phát triển rất mạnh trên khu vực biển. Đặc biệt là có một cơn bão được hình thành ngay trên khu vực biển Đông của nước ta trong thời gian tới. Kính thưa quý vị thân mến, trong những giờ vừa qua, một số cơ quan khí tượng uy tín nhất của thế giới đã ghi lại được những hình ảnh rõ nét và tương đối ổn định về quá trình hình thành liên tiếp của 3 cơn bão trên khu vực biển. Và cả 3 cơn bão này đều có cường độ hoạt động rất mạnh và có khả năng làm ảnh hưởng đến khu vực đất liền của nước ta trong thời gian tới. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh và những đoạn video được một số thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế ghi lại được trong những giờ vừa qua.
Như quý vị và các bạn đang theo dõi và quan sát, với một số hình ảnh được thiết bị theo dõi bão nhiệt đới quốc tế ghi lại được trong những giờ qua về quá trình hình thành và phát triển mạnh lên thành bão của ba vùng áp thấp trên khu vực biển, đặc biệt là có một cơn bão được hình thành rất mạnh ngay trên khu vực biển Đông của nước ta. Lúc này chúng tôi cũng đã ghi lại được quá trình hoạt động tương đối ổn định của cơn bão này, đồng thời cũng đã ghi lại được quá trình hình thành và phát triển của hai vùng áp thấp mạnh lên thành bão trong những ngày tiếp theo. Dựa trên các mô hình dự báo bão quốc tế, chúng tôi cần tiếp tục theo dõi thêm diễn biến hoạt động của ba cơn bão trong những giờ tiếp theo để có thể đưa ra những dự báo và những nhận định chính xác nhất để truyền tải đến quý vị và các bạn. Trong các bản tin dự báo thời tiết tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục thu thập và cập nhật những dữ liệu phân tích mới nhất để truyền tải thông tin đến quý vị và các bạn về vị trí hình thành và hướng di chuyển của cơn bão. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời gian 10 ngày tới. Dự báo ở phía Tây Bắc Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông. Riêng ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng ở vùng đồng bằng và ven biển có mưa rào và dông rải rác. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày và đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to cục bộ, sẽ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết từ đêm ngày hôm nay đến ngày thứ ba tuần tới. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối sẽ có mưa rào và rải rác có dông. Từ ngày kia, chiều và tối sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, từ khoảng ngày mai đến ngày thứ ba, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng và trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết chi tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rải rác, đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Ở phía Nam, nhiệt độ từ 28 đến 31 độ. Ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ở phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Ở Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ở phía Bắc chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ sẽ có mưa vừa, mưa to. Ở phía Nam chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 34 độ. Ở Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.